Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo VietNamNet. Sau đây là những nội dung chính. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, 30 tháng 9 đến mùng 9 tháng 10. Miền Bắc mưa lớn, đợt không khí lạnh thứ hai tràn về với nền nhiệt thấp nhất dưới 16 độ. Trung Bộ cũng có mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rải rác. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, 30 tháng 9 đến mùng 9 tháng 10, thời tiết Bắc Bộ có mưa lớn đầu tuần, sau chuyển mưa rải rác kèm không khí lạnh. Những ngày sau đó duy trì nắng. Cụ thể, ngày 30 tháng 9, khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sáng mùng 1 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều mùng 1 đến mùng 9 tháng 10, thời tiết miền Bắc duy trì hình thái có mưa vài nơi. Ngày nắng. Từ đêm mùng 1 tháng 10, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh, vùng núi cao trời rét. Khu vực Trung Bộ cũng xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh. Trong đó, ở Bắc Trung Bộ ngày 30 tháng 9, mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to. Từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng mùng 1 đến mùng 4 tháng 10, đêm và sáng sớm trời trở lạnh. Trung Trung Bộ từ 30 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa to. Từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 10, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nam Trung Bộ trong thời kỳ từ 30 tháng 9 đến mùng 9 tháng 10, duy trì hình thái có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cũng thời kỳ này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 30 tháng 9 có mưa vừa, mưa to và dông. Từ mùng 1 đến mùng 9 tháng 10 không mưa, ngày nắng. Từ đêm mùng 1 tháng 10, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 3 ngày đầu từ 22 đến 25 độ. Các ngày sau từ 20 đến 22 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Chi tiết về đợt không khí lạnh sắp đổ bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng gần sáng và ngày mùng 1 tháng 10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Đồng thời, từ trưa ngày mùng 1 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chị Phạm Thị Hiền, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết, em trai chị đã mất tích trong vụ sạt lở khi đang giúp dân sơ tán đồ đạc. Theo cơ quan chức năng huyện Bắc Giang, vụ sạt lở Ta Luy Dương tại km 51+200 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, xảy ra vào sáng 29 tháng 9, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ngay tại hiện trường, ông Hà Việt Hưng, bí thư huyện Bắc Quang cho biết, sau sự cố sạt lở trên, huyện đã huy động tập trung máy móc thiết bị để xử lý khối lượng đất đá đã sạt lở xuống và cứu hộ các phương tiện bị vùi lấp. Thời điểm hiện tại, huyện Bắc Quang đã xác định có 2 người tử vong, còn 3 nạn nhân mất tích. Là người chứng kiến vụ việc, ông Hoàng Lì, 75 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhà ông ở mặt đường và sát vị trí sạt lở xảy ra sáng nay. Ông Lì kể lại, tôi đang từ suối phía sau đi về gần đến nhà, thì nghe thấy tiếng động lớn rung chuyển cả đường. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi chạy lên thì thấy cảnh tượng đất đá vùi lấp các xe la liệt. Theo ông Lì, ở vị trí sạt lở có 2 ngôi nhà đã bị vùi lấp và một nhà nguy cơ đổ sập. Túc trực tại nơi xảy ra vụ sạt lở cả buổi để ngóng tin em trai, chị Phạm Thị Hiền, lòng như lửa đốt. Em trai chị là anh Phạm Anh Tuấn, 32 tuổi, là một trong số người đang mất tích. Chị Hiền cho biết, sáng nay tại vị trí km 51+200 đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất đá cách nhau khoảng 1 tiếng. Khi xảy ra sạt lở lần 1, anh Tuấn hô hào thanh niên trong xóm chạy đến để giúp đỡ cứu nạn. Khi đang cứu nạn và bê đồ đạc giúp hộ dân tại đây, thì sạt lở tiếp tục xảy ra và anh mất tích. Theo chị Hiền, khi xảy ra sạt lở, các thanh niên đi cùng đã kịp chạy thoát, cũng có người bị thương. Ngày 29 tháng 9, ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại hiện trường vụ sạt lở đất trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh cho thấy, lực lượng chức năng đang dồn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và cẩu kéo các phương tiện. Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9 giờ sáng, tuy nhiên phải đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận và cẩu xe khách cùng nhiều phương tiện khỏi hiện trường. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy có hơn 3.000 mét khối đất đá từ Ta Luy Dương trên quốc lộ 2 qua đoạn xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư, làm đổ sập 3 ngôi nhà. Đất đá tràn xuống mặt đường, làm 5 xe, 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đã huy động 6 máy xúc và 8 ô tô tải để san gạt và vận chuyển đất đá. Đến trưa 29 tháng 9, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân tử vong là bà Tạ Thị Hát, 53 tuổi, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Hiện tại, lực lượng công an vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích và hỗ trợ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Theo cơ quan chức năng, số người bị vùi lấp có thể tăng lên và lực lượng công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm người để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp. Tôi đang ở suối, tôi vớt rác ở cầu nước. Xong thế là vớt xong cái tôi vừa về đây xong là nghe tiếng ầm cả cái cột điện này rung, cả cái đường chân rung hết. Thì tôi hoảng quá, tôi không biết cái gì là ầm ầm lên. Thì ra tôi thấy cái ô tô là chồng chất lên nhau rồi. Thấy đồi núi là sạt xuống hết rồi. Nó xảy ra nhanh quá.